gà nha, mà con xay nhuyễn, rồi nêm nếm, rồi nhúng bột với bột chiên xù chiên lên. Bữa nay bà ngoại ăn trương. Hả, ăn tương hả? Ừ, còn ngày ngày mai ăn trương. Ủa, ăn bệnh mà cũng ăn tương hôm chín nữa. ba mươi Nè, con nói cho mọi nghe nè, mình tu là mình tu ở trong tâm á, thấy không? Rồi miễn sao mình trong tâm mình tốt là mình khỏe mạnh. Chứ ngoại già yếu ăn uống không đầy đủ mà ngoại còn ăn tương nữa là ngoại không có đủ chất, là ngoại bị bệnh thêm. Rồi nó bệnh hen. Dạ đúng rồi. rồi bây giờ bữa nay mình phá lệ đi, bữa nay mình đang bệnh nè. Nói chung là mình tu, là mình tu trong tâm, mình không làm việc ác gì À, thôi. mình đừng nói gì bậy bạ thôi Dạ, ha. đúng rồi. Chứ bây giờ con hỏi ngoại nè, ngoại ngoại ăn tương mà ví dụ giờ mình không làm điều tốt thì mình cũng đâu có Chứ ăn trương rồi làm tốt chuyện ác đâu. cũng Đúng rồi. Trời Phật không có Dạ, thành ra là ngoại để con lấy cái chén. Đúng rồi, con nói nó đúng lắm rồi. Dạ thôi bữa nay mình ăn luôn đi. Ăn đi cho có sức khỏe nha. Rồi. Ăn đi cho khỏe. Mà để ngoại nói con nghe. Đầy đủ chất mới khỏe. Mỗi một lần mà ngoại ăn trương là ngoại bệnh đó. Đó, vậy mà ngoại còn đi ăn tương. Bác sĩ mà nghe nói ngoại ăn tương là bác sĩ la liền luôn á. Vậy hả? Rồi. Bác sĩ mà nghe nói ăn tương là bác sĩ la liền. Tại rồi vì ăn tương không có đủ chất. Thôi nếu vậy bữa nay là mình ăn đi cho nó có sức nè ngoại ơi. Với có trứng cút nữa nè, trứng cút chiên nữa nè. Ngoại ăn thử nếu trứng ăn tương mà làm chuyện không phải, trời Phật cũng không chứng. Đúng, đúng rồi. Rồi. Thưa cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Phong và Trân đi vô thăm hai ngoại nha, thì có nhiều cái món quà về sức khỏe để ăn uống cho ngoại luôn, có những điều thú vị. Quý vị ơi hãy theo dõi và đăng ký kênh nha. Rồi đi vô cùng vợ chồng Phong. Rồi vô cùng Phong quý vị ơi, hai bà cũng đang nói chuyện gì nè. À lô dạ, ta cho tôi thịt ta muối chiên ăn nè. Dạ hả? Ta bên đây cho tôi thịt muối chiên ăn. Ngon nha. Thôi rồi, cô bả ninja cơ kìa. Ai cũng thương tư chân á. Thế đâu? Ai cũng thương tư chân cho thịt tư nè. Dạ hả? Cho thịt tư muối nè. Chứ không có cho bà này nha. Sao hả? Không có cho bà. Ủa con mới qua đó hả? Nhưng mà có chia cho bả không? Dạ. Chào hai ngoại nha. Hai ngoại hổm lại có dễ thương không? Dễ thương, không có gây lộn nữa. Thôi vậy không gây lộn con gì à? Không có gây mà. Không gây cái gì à? Gây vậy mới ở. Về không ở hả? Dạ. Con chó cho thằng đô rồi, đô rẻ cho. Ủa, ngoại sống chết gì mất rồi. Chị? Con chó. Ủa mất là sao? Không biết mất rồi. Ủa cho thằng đô mà nó mất rồi hả? Mình cho thằng đô nó bắt đem về chống rồi. Thịt nhìn ngon quá hả? Nó bán thịt ế nó cho ngoại nè. Nhiều quá, ngoại chia cho mỗi hai ăn bớt chứ. Ừ, muối mời chim thôi. Nhưng mình ngoại ăn không kịp rồi, không có tủ lạnh để nó tươi không ngon. Không có tủ lạnh. Phải có cái tủ lạnh. Nay có đi dạy không? Dạy đâu? Dạ không, bữa nay con được nghỉ làm. Ngoại tưởng sao em đi dạy. Tưởng cháu Duyên hả ngoại? Ngoại tưởng nó là cháu Duyên hả? Được, chuẩn bị tư thế cho kìa. Trời ơi, chuẩn bị ghế ngồi. Trời ơi, hôm nay có thêm cái ghế nhỏ nữa. Ghế nhỏ chị vậy? Là ghế nhỏ này con ngồi, phải không? Trời ơi, rồi ngồi quá luôn đi bà tử. Ghế nhỏ này con ngồi giữa, phải không? Phải rồi. Nhớ còn muốn chết vậy? Nhớ muốn chết luôn vậy đó hả? Ờ, hôm nay muốn con chết. Có đem nhớ quá trời nhớ rồi. Nhớ nhiều không? Nhớ nhiều lắm rồi. Thiệt hả? Thiệt. Không có giả dối nha. Không có giả dối. Con đem nhiều đồ ăn lắm, nhưng mà giờ mình uống sinh tố trước đi. Con xay sinh tố dâu nè. Đi vô. Hai cái ly của hai ngoại hôm bữa đâu rồi, con chế ra nha. Cái ly bữa con cho ngoại đâu? Rồi cái bàn đâu? Bàn luôn. Cái bàn bữa mới mua đâu? Rồi cái ly đâu rồi mà ngoại hai? Để lấy kiếm. Bữa nay chân là sinh tố nha. Nè con cái ly nè cho ngoại nè. Dạ.
ly để kỷ niệm đó à. Dạ, kỷ niệm phải không? Ờ, thấy cái ly là nhớ con á. Này, cái bàn đâu mới đâu bà ngoại? Anh trọng á. Trong vô lấy ra. Trong nhà con. Em ơi, vô lấy không? Cầm đi con lấy cho. Trời ơi, tội nghiệp con cháu. Bữa nay là mời hai ngoại uống sinh tố. Cái số. Để em chân cái ra đi. Ở thuốc trọng á con. Không có hả? Cái gì vậy bà? Trời đất mẹ ơi, đụng đầu rồi mà ngoại. Cái bàn để thùng nước rồi. Thôi lấy bàn cũ này rồi. Lấy bàn cũ đi. Rồi, vậy luôn. Thôi cái ca đi thì có cái ấy rồi. Rồi ly đâu rồi hai? Ly đâu mất tiêu rồi. Cái gì mất nữa? Hai đi kiếm cái ly không thấy rồi, chắc rất kỹ quá nó thấy. Không có cái ly rồi. Rồi em chế ra trước cho bà tôi đây. Thôi lấy cái ca đỡ đi. Thôi, cái ly đâu? Thôi là lấy cái ly khác đi. À, lấy cái ly tại bên đây nữa là giờ cho mời là nó ghét bả nó không cho. Không cho ngoại nữa. Ly này được không? Đâu? Dạ được, sạch không? Sạch chưa? Ít mà thôi cũng được. Ủa, sạch rác nghe. Rửa lại mới được. Đây, rửa luôn. Quay luôn. Nhẹo cho qua đây. Rồi, rửa đây. Ủa trời. Rồi cái ly kia bà để đâu rồi? Em biết nó đâu rồi. Hả? Em biết đâu mất tiêu rồi. Thay đổi hay gì? Ủa đó làm sao hả? Biết giấu đâu rồi. Để đâu mất tiêu nè, ghế mới nè. Ôi ơi, nhưng mà còn cái vụ cái ly kìa. Ly không biết để đâu, đâu không biết nữa. Cái ly người ta cho rồi đâu giờ ly, thấy cái ly đó, cái ly kỷ niệm mà. Không phải cái ly đó đâu, cái ly nè, cái ly trời đẹp lắm. Cái ly kỷ niệm biết đâu mất tiêu rồi, không biết nữa, kiếm hoài không có mà biết ở đâu. Tôi vô tôi kiếm lợi coi. Cậu bước ra tôi kiếm lợi coi. Dạ. Kiếm trong này tôi có không? Dẹp dẹp luôn kìa. Trong mình ngoài không khỏe không? Mệt quá. Đúng rồi. Ừ, trong con qua. Ừ, trong con qua. Chứ mình qua phải có nhà nó điện. Dọn rồi đó. Hello. Ba. Chị cháu, bà đứa em. Trời ơi. Ừ, thôi uống đi ngoại ơi, khỏi. Nghe ngoại ơi. Có nè. Kìa kìa, có rồi. Từ từ, thôi cũng ly chạy. Trời ơi, cất kỹ đó. Được quý vị ơi. Bà cất mà bà. Lúc lần thứ hai mới có đó. Ra đây nè, con mở cho. Ngoại. Ừ. Ra đây đi con mở cho. Anh đi qua tối hù à? Tối rồi mà, tối giờ này mới có 4 giờ đâu, tối đâu. Mới 4 giờ à? Dạ, mới 4 giờ à. Đây, chưa được 5 giờ. Rửa đi. Nè, để mở rửa đi. Rồi, em lo cho mày đi. Rửa đi, xe rửa. Rửa đi, tới rồi. Rửa đi. Này, từ bữa đó có ngày chưa có sử dụng luôn nè. Ngon quá chị hai ơi. Ngon quá chị hai ơi hả? Ngon quá chị hai ơi kìa. Ừ. Uống nhiều vô nha. Chờ đổ ra hai. Còn quá. Cũng ly nha. Phải, từ từ bà hay không? Rồi giờ sao muốn sang qua ly này không? Sang qua ly này đi. Sang ha. Ly cho phải đẹp rồi. Bà uống ra ly tình nhân. Rồi nè ngoại ha. Rồi hai ngoại vô nha. Hai ngoại đừng ly nha. Ê ê. Trời ơi, cái bà này bà lâu quá hả? Gì? Rồi, rửa rồi mà. Rồi. Rồi. Bây giờ hai ngoại cũng hết rồi. Cái này nè, làm cái gì nói rõ coi. Rồi, tới luôn nè, tới luôn coi. Cái này chín tốt quá à. Ngon không ngoại? Ngon. Con mua dâu về con xây á. Ngon quá à. Thấy không? Bố không muốn gì vậy? Chín tốt dâu. Con dâu. Ngon. Ừ. Em ơi. Dạ. Để nãy đi. Bỏ ra đi con.
rửa tay đi. Biết cái đó là gì không hai ngoại? Dâu. Từ đó giờ có ăn dâu không? Không, hồi nào giờ bữa ăn mới ăn bữa nay à, mới uống à. Không phải, đó giờ có thấy trái dâu chưa? Thấy trái dâu rồi, trái dâu nó ở trên cây dâu á. Trời, tức nhiên rồi chứ không lẽ nó ở trên cây ổi. Nhưng mà là biết nó ở đâu không? Ở đâu à, không biết. Dâu này á là sầm xứ lạnh. Dạ. Dạ. Ở Đà Lạt á. Ở Đà Lạt có. Trời ơi, bà hai chơi hơi Minh Dương nữa rồi. Trời ơi, bà hai cái lực uống dữ hen. Bà chơi có hết trơn rồi. Chơi có hết trơn nè. Đừng bể cái đi. Thấy chưa? Tính ra đó là bà hai á chịu ăn, chịu uống lắm á nha. Ăn được, uống được là phải. Đó. Trời ơi, cái chao bể đây hồi nữa là đổ nè. Để đây đi con. Hôm bà bệnh, bà mệt. Ai? Bà Tư á. Đêm hôm cái mệt quá trời. Không có mặn nào hết trơn. Qua thì nó ở trong trại. Bà hai mới qua kêu hôm qua đặng luyện cho thằng Phong. Rồi hôm qua không có nhà. Dạ. Đêm hôm bà ngoại mệt quá trời, mệt quá trời. Bị tim nó hành rồi. Vậy hả? Hôm nay uống thuốc đều không? Bà có thuốc bổ uống hoài. Người ngoại sao? Sức khỏe ngoại. Tôi uống bữa nay rồi hết thuốc rồi, bây giờ hỏi cậu mà tính tại sao? Tại chị em dẫn à. Ôi trời ơi, bỏ quên. Đúng rồi. Trời, cái gì nữa? Bà mới nói gì vậy? Nhắc chắc hoài. Bà mới nhắc gì vậy? Chỉ là trời. Nói gì rồi? Ngoại hai. Làm nhiều quýt nữa. Quýt? Tôi nói đừng có nói nữa. Bà tôi mới nói chuyện gì mà bà hai nha? Có, nói gì đâu. Thôi đừng có giấu con. Tôi nói bỏ hết đi, đừng có nhắc chuyện hồi xưa. Nhưng mà con là cái giống, con là trọng tài nè. Ờ, biết rồi. Nhưng mà cái chuyện gì không có giấu con nha. Chuyện qua để cho nó qua phải không? Ồ, qua bộ à. Năm nay năm mới rồi. Coi, không làm gì thì múa dữ à. Nước đá hay gì? Dạ, nước đá, tại vì con sợ cái này nó hết bệnh. Uống coi, bà, tôi lên đi coi. Vô. Mà hồi tối bị sao? Lớn. Nó lớn lên hay. Hồi tối ngoại tôi bị sao? Mệt, mệt quá còn ơi, cái tim nó mệt. Đêm hôm mệt quá cái bà hai qua bà kêu hôm qua mà mày bị điện cho Phong mà bà Tư bà mệt quá trời mệt rồi. Cái là không có ai nhà hết trơn. Tính khoát kêu đừng nhà Phong ăn chở đi qua xe đét. Thằng Phong nào? Chú quá. À vậy hả? Con á. Tưởng ở đây là có thằng nào tên Phong nữa chứ. Sao mơ giờ không biết đói bụng á. Ăn cam, đồ ăn bị bạ nó vậy hả? Nhưng... Bác sĩ kêu hai ngoại là phải ăn uống đầy đủ chất vô. Ăn xì chín rồi ăn cam rồi ăn quýt. Ăn cam là phải ăn no mới ăn cam nha. Bụng đói mà ăn cam là bị bao tử hành nữa đó. Mà bao tử hành là mệt ra tùm lum thứ nữa. Vậy hả? Dạ. Bao tử đói mà ăn cam. Cho mời quýt trái cam. Không có, hồi nãy mới nghe nói là không ăn uống gì hết qua nay đúng không? Vậy mà ăn một trái cam. Rồi giờ ăn gì không? Tính ăn vô cho nó khỏe. Không, khỏe là ngoại phải ăn no. Ăn đồ bổ no. Rồi xong rồi mình uống cam thì nó mới tốt. Còn bụng đang đói mà ăn cam vô là bị hành bao tử là mệt thêm. Ở giờ ở ngoại ăn gì không nè? Bây giờ thí dụ như mình đi khám đợi đó, cậu mợ mình chịu tiền hay là người ta cho tiền? Bây giờ phải trả tiền chứ. Bà tính đi ta như nghe bà đô thị người ta khen con đó, người ta nói vỗ vai cho ngoại gì nè. Dạ. Cái cậu đó ngàn có đức có hậu lắm mà nuôi bà suốt đời luôn đó, chứ không phải nuôi một hai tháng đâu. Ê bị dài rồi. Ừ, bị dài rồi. Này gài hàng dữ. Ừ, gài hàng dữ rồi. Mà giờ nè. Hai cháu có học không mà bữa nay nghỉ? Dạ nay con được nghỉ. Không mà hai đứa cháu. Hai đứa nhỏ bữa nay được nghỉ, nó chỉ học thêm buổi sáng thôi. À. Chiều nghỉ. Rồi con để nó nhà đi vô thăm hai ngoại nè. À. Mới đi làm hả? Dạ, mới con đi làm lại rồi. Khoan nè, nếu mà ngoại á đang ăn cam nè, rồi uống dâu này nữa, chung cũng có cái hơi chua nhẹ nữa. Nên đâm ra là giờ cho hai ngoại ăn giặt luôn đi. Ha, hai ngoại có chịu ăn nhẹ, chơi không? Ăn nhẹ, chịu. Ăn chịu ha? Chịu. Đưa tiền này đi mua. Để con lấy vô nha. Bữa nay, Trân có làm thêm một món nữa để mà gửi cho hai ngoại luôn.
sinh tố với một cái món để họ đem vô mới biết nha. À làm gì uống mà hà dữ vậy? Ngon quá. Ngon quá. Thích vậy đó, mai mốt đi qua là con sẽ đem những cái món gì mà hai ngoại thích nữa. Đem còn tới hai món nữa lận đó, giờ phình bụng ra ăn nha. Món gì nữa vậy? À, đồ chiên với chè bắp. Thôi giờ để đồ chiên trước đi. Dạ ăn đồ chiên trước nha. Ăn đồ chiên đi rồi đồ chè bắp để qua đây đi, cho đây cho anh. Hồi chiều cái ăn vừa nói chuyện. Ai cậu nghe cậu hứa cho tôi cái giọng. Mà cậu không có qua. Dạ hả? Mời hai ngoại đi. Món này món gì em nói coi. Ức gà nha, mà con xay nhuyễn. Rồi nêm nếp, rồi nhúng bột với bột chiên xù chiên lên. Bữa nay bà ngoại ăn tương. Chức. Hả, ăn tương hả? Ừ, còn ngày mai ăn tương. Ủa, ăn bệnh mà cũng ăn tương 29, nữa. 29, 30. Nè, con nói cho mọi nghe nè, mình tu là mình tu ở trong tâm á, thấy không? Rồi miễn sao mình trong tâm mình tốt là mình khỏe mạnh. Chứ ngoại già yếu ăn uống không đầy đủ mà ngoại còn ăn tương nữa là ngoại không có đủ chất là ngoại bị bệnh thêm. Rồi nó bệnh hen. Dạ đúng rồi. Đúng bây rồi. Giờ bữa nay mình phá lệ đi, bữa nay mình đang bệnh nè. Nói chung là mình tu trong tâm, mình không làm việc ác thì mình đừng nói gì bậy bạ thôi ha. Dạ đúng rồi, chứ bây giờ con hỏi ngoại nè, ngoại ăn tương mà ví dụ giờ mình không làm điều tốt thì mình cũng đâu có chứ ăn tương rồi làm chuyện ác đâu. Cũng đúng rồi. Trời Phật không có dạ thành ra là ngoại. Để con mấy cái chén. Đúng rồi, con nói nó đúng lắm rồi. Dạ thôi bữa nay mình ăn luôn đi. Ăn đi cho có sức khỏe nha. Rồi. Ăn đi cho khỏe. Mà để ngoại nói con nghe. Đầy đủ chất mới khỏe. Mỗi một lần mà ngoại ăn tương là ngoại bệnh đó. Đó, vậy mà ngoại còn đi ăn tương. Bác sĩ mà nghe nói ngoại ăn tương là bác sĩ la liền luôn á. Ha. Vậy hả? Ừ. Rồi. Bác sĩ mà nghe nói ăn tương là bác sĩ la liền. Tại rồi. Vì ăn tương không có đủ chất. Thôi nếu vậy bữa nay là mình ăn đi cho nó có sức nè ngoại ơi. Với có trứng cút nữa nè, trứng cút chiên nữa nè. Ngoại ăn thử. Nếu ăn tương mà làm chuyện không phải, trời Phật cũng không chứng. Đúng rồi. Đâu rồi, hồi nãy con còn cái trứng cút ở đây, hai ngoại nè. Em. Dạ. Bà hai kìa. Ngoại hai kìa. Nè ngoại. Ngoại ngoại hai kéo hơi bên Dương rồi. Bà tư kéo hơi bên Dương luôn đi. Ngoại. Ăn thử cái trứng cút trước đi rồi xong rồi tới ăn cái ức gà. Nè, đưa cho miệng bột luôn. Chấm cái này nè. Đưa cho miệng bột luôn. Đưa cho miệng bột luôn. Tới không? Quay đúng rồi, quay ngược lại cho nó cho hai. Ngon quá. Ngon không? Anh ăn nè anh. Đưa. Ngon quá. Vô hết luôn đi ngoại. Mềm lắm. Ăn nè. Ôi ngon quá. Ăn chung với ngoại luôn nha. Phong mời tất cả quý cô chú anh chị dùng món ức gà. Ngon quá. Xay nhuyễn. Món này là con gái con nó thích lắm, tuần nào nó cũng đòi ăn hết trơn á. Ngon quá ha chị. Mà chỉ có ngày nghỉ con mới có thời gian con làm. Hồi nào về mới ăn à. Sao cho biết cảm giác rồi. Ngon. Mềm không ngoại? Mềm không ngoại? Ăn được. Ăn được. Không mềm không cứng mà ăn được. Dạ. Không găm ăn được. Cô ăn với con từ từ ăn đó. Không có không có gần ăn lâu quá. Ăn không có gần nhai lâu quá. Trứng cút mềm. Trứng cút mềm lắm. Cái luôn hết đi ngoại tư. Đủ ngoại hai. Bỏ không ra luôn. Để mất nghẹn. Rồi sao? Ăn từ từ để mất nghẹn. Không có cái răng nào á, ăn thấy ghét nè, không có miệng nữa kìa. Miếng ức gà đi. Miếng này là ức gà nè. À, quý vị ơi, coi cái miệng mới ăn rồi nha. Ăn cây mất hả? Ăn đi, quá rồi. Luôn, bỏ luôn. Ngồi ngồi coi cái miệng nữa kìa. Trâu nó đẹp nha. Mọi người miệng có chút thiếu đẹp. Miệng có chút thiếu hả? Miệng nhỏ mới đẹp. Rồi còn cái miệng bà hai, bà tư nè. Cũng không thấu, cũng đâu có thua bà hai đâu. Cái miệng thì cũng mắm thợm hà. Bà cũng đẹp chứ. Hả? Bà đẹp hơn tôi. Trời ơi, không dám đâu. Dám. Bà có tướng bật chụp hình đẹp đó. Bà hai có đẹp hơn à. Không vậy nè. Bà hai đẹp dễ thương. Đẹp nhưng mà dễ thương. Bà tư là đẹp theo cái nét sang. Chịu không? Chịu không vậy? Thì cũng chịu hết. Chịu hết. Chịu chứ. Bữa hổm con nghe ngoại khen con gì mà đẹp giống hoàng hậu.
giải thích nghe coi, nó thắc mắc ngoài kìa. Tao tả là không rồi. Bây giờ nấu cho nó nghe kìa, nó đang thắc mắc ngoài. Cho bộ ổng đó. Chưa nuốt. Chưa nuốt. Không mà, mà hoàng hậu đẹp lắm phải không? Ừ, hoàng hậu đẹp. Đẹp. Trời ơi, có cái trứng cút mà bà nhai còn ngoạm 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 quá kìa. Món đó làm sao ngoại? Ngoại, món đó ăn sao? Không nghe đâu, nó phải lớn. Ngon không ngoại? Ngon. Dạ. Bà Tư á, là em phải nói lớn. Dạ, chấm vô. Dạ, anh ăn nữa đi anh. Mỗi ngày, có như mỗi lần mà đi qua đó quý vị, đó là sẽ có những cái niềm vui, đem tới những tiếng cười cho hai ngoại nè, đem tới về món ăn tinh thần cho ngoại nè, và món ăn về để mà tẩm bổ cơ thể nữa. Hai ngoại thích không? Thích. Dạ.